Alo, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với Motolai ngày hôm nay. Và bây giờ là các bạn có thể thấy là Motolai đang có mặt tại buổi họp báo ra mắt phim Mối tình đầu của tôi. Và bây giờ thì là Motolai đang có mặt tại buổi họp báo bộ phim Mối tình đầu của tôi nha bạn ơi. Thì bây giờ là các bạn có thể thấy là đang trên thảm đỏ thì mọi người đang, các khách mời như là Harry Won, các diễn viên như là Bình An, B Trần thì đang ở đây để mà chụp hình cùng với lại mọi người và để cho các anh phóng viên báo chí tác nghiệp. Hôm nay thì là Motolai được biết ngoài các dàn diễn viên của chúng chính của phim sẽ xuất hiện đầy đủ như nha mọi người, bao gồm là Chibu, rồi Linh Dương Lan Ngọc luôn, nên là mọi người nhớ share cái livestream này nha mọi người ơi. Khu vực tác nghiệp của chúng ta ngày hôm nay thì nó hơi chật một xíu. Thì bộ phim Mối tình đầu của tôi này chính là một bộ phim remake lại từ phim bản diệt Severity của Hàn Quốc. Thì nếu mà bạn nào đã là fan của bộ phim mà phiên bản Hàn Quốc thì chắc chắn là rất là trông chờ cái buổi cái bộ phim ngày này, đúng không nào? Thì là cái bộ phim Mối tình đầu của tôi là sẽ là của bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Nam Sito là sẽ là đạo diễn chính của bộ phim này. Stream. Khi mà lần đầu tiên Harry xem cái poster của phim mới thì thật ra thì sao ta? Harry cảm thấy thật sự thì cái hình ảnh rất là đẹp và rất là có gì là rất là Hàn Quốc. Thì tất nhiên là cái phim này là phim remake của bên Hàn Quốc version Việt Nam thì tất nhiên là nó sẽ cũng có cái sự hay ho. Nhưng mà thật ra thì Harry cảm thấy thật ra thì bốn diễn viên chính ai cũng đẹp hết và nó thật sự là rất là nhìn rất là sướng, mình nhìn mình cũng rất là sướng nữa. Cho nên Harry nghĩ là Harry cũng đang rất là hóng chờ là bộ phim này nó sẽ như thế nào. Thật ra thì cái phim bản Hàn Quốc thì bản thân Harry đã xem rất là lâu rồi và Harry không biết là phiên bản Việt Nam thì nó như thế nào và Harry cũng đang rất là hóng chờ. Harry ấn tượng là tạo hình của nhân vật nào nhất trong phim này? Thật ra thì Harry rất là ấn tượng, tức là bốn bạn đều ấn tượng hết, mỗi người là ấn tượng riêng. Thì Chibu thì thật sự là quá đẹp. Chibu Harry không biết sao chứ nếu mà mình không biết sao chứ Harry thấy Chibu, tạo hình ảnh của Chibu, Chibu là bản thân Chibu là đã quá đẹp rồi. Nhưng mà trong đây nó còn đẹp hơn. Thì nếu như là thật ra thì bạn Jibu là bên Hàn Quốc thì rất là nhiều người khen ngợi bạn ấy là thực sự quá đẹp, đẹp tương đương với Kim Tae Hee diễn viên bên Hàn Quốc luôn. Thì bản thân Harry cũng nói là phải nói là Jibu quá đẹp, quá xuất sắc. Còn Nhân Nhân Lan Ngọc thì bạn ấy rất là đẹp, nhưng mà không biết sao có thể là tạo hình, có thể tạo hình làm cho bạn ấy xấu được. Như vậy thì Harry cũng thấy rất là đầu tư và Harry cũng đang rất là hóng bạn ấy sẽ diễn như thế nào. Chứ những cái cách diễn của Nhân Nhân Lan Ngọc thì bản thân Harry rất là thích, rất là tếu, rất là hài hước và rất là dễ thương, rất là nhí nhảnh, và không biết là trong phim này nó sẽ như thế nào. Còn bản thân BB Trần thì Harry cũng đã từng hợp tác với nhau rồi. Thì bạn BB Trần rất là manly và rất là có cái gì đó làm cho phụ nữ rất muốn dựa vào. Thì Harry cũng không biết là nhân vật của BB Trần nó sẽ trong phim nó như thế nào. Còn cái bản cuối cùng thì trời ơi nhìn rất là xoái ca,
thực sự là không biết phải nói gì ngoài từ xoáy câu hết. Thì Harry chỉ mong muốn là sau khi xem phim và được, có thể là vượt qua được cái phim bản Hàn Quốc và một cái remake số 1 tại Việt Nam. Harry chỉ cần không biết phải nói gửi lời chúc như thế nào, nhưng mà Harry chỉ muốn biết, Harry chỉ muốn phim này được là khán giả yêu thích nhất phim remake tại Việt Nam số 1. Và cảm ơn. Mọi người ơi, vừa rồi chính là những cái chia sẻ rất là đáng yêu của cô nàng Harry Won, đúng không mọi người? Thì là bây giờ là Harry Won hình như là hôm nay là có việc bận nên là đến đây mừng cùng với lại đạm giờ cặp đôi đạo diễn Nam Sito thôi. Thì bây giờ là chúng ta sẽ bắt đầu vào tiếp trong cái khu vực hậu trường, cái khu vực mà họp báo của lại buổi hôm chiếu phim này. Hình như là mình thấy Đam Bê Trần đang bắt đầu đi phỏng vấn rồi. Để mình tiến lại cùng với Đại Bê Trần. Xong. Tiếp theo là sau khi nhìn thấy cái hình ảnh của phim, poster, trailer, cảm giác của anh như thế nào? Rồi cuối cùng là kỳ vọng của anh là... Thôi bây giờ nhá, là anh trả lời từng câu một. Vâng, hay à? em sẽ hỏi thì câu một nhưng em nói trước anh. Ừ. Được, ok. Tết à? Mày nào, mày này. Hi, xin chào tất cả các bạn. Mình là Bê Trần. Mình đảm nhận vai Minh Huy trong bộ phim Mối Tình Đầu của tôi. Thật ra thì ngay từ khi bấm máy bộ phim Mối Tình Đầu của tôi, mình cũng khá là lo ngại về dự án này, vì như các bạn biết là một bộ phim remake tại Việt Nam, với cái điều kiện và hoàn cảnh ở Việt Nam thì gặp rất là nhiều khó khăn khi sản xuất những cái bộ phim remake như thế này. Nhưng mà sau khi nhìn thấy những hình ảnh đầu tiên của bộ phim Mối Tình Đầu của tôi thì mình cảm thấy an tâm hơn và mình cảm thấy hào hứng hơn với cái sản phẩm mình được cùng tất cả ekip làm việc. Thì mình cũng hy vọng là sắp tới đây khi mà công chiếu thì nó sẽ được đón nhận của tất cả các bạn khán giả. Anh có thể nhắc lại cho bộ khán giả về thời gian xem phim này xem phim? Bộ phim Mối Tình Đầu của tôi sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ hai, thứ năm hàng tuần trên kênh VTV3 từ ngày 16 tháng 1 nhé các bạn nhé. Rất là và bên mong tất cả các bạn hãy ủng hộ bộ phim Mối Tình Đầu của tôi nhé. Thế thôi à? Em về em dựng chung vào với mọi người ấy đi. Anh chào khán giả. Hi, xin chào tất cả các bạn khán giả King Live của kênh 14. Anh giới thiệu chút là anh đang có mặt ở đâu và... Hiện tại mình đang có mặt ở buổi công chiếu. Không phải công chiếu mà chính là lễ ra mắt bộ phim Mối Tình Đầu của tôi. Chắc mình không cần phải nói địa điểm đâu nhỉ? Trong bộ phim này thì B đảm nhận vai Minh Huy. Như các bạn biết ở bản gốc thì đấy là nhân vật phóng viên Kim do Choi Si-won đảm nhận. Thì nhân vật ở trong bộ phim Mối Tình Đầu của tôi này tên là Minh Huy. Mà anh chàng này cũng là một phóng viên và tính khí cũng na ná bản gốc, là vui nhộn, nhắn nhít và siêu lầy. Vậy thì Choi Si-won đã để lại một cái dấu ấn nó quá sâu sắc, có thể nói là vậy với các bạn khán giả. Thì anh khi đảm nhận cái vai diễn này mà một phim bản Hàn Quốc, anh có Thật ra thì B nghĩ là cả bốn diễn viên trong bộ phim này đều có cái sự áp lực riêng. Và ngay cá nhân B khi đảm nhận vai diễn này thì từ trước giờ B đảm nhận những cái vai diễn nó hơi công tử và lãng tử một tí. Còn vai diễn này thì nó khá là khác hoàn toàn. Nó lầy hơn, nó đời sống hơn, nó bụi bặm hơn và nó nhây hơn. Chính vì thế khi nhìn cái hình tượng cho Si-won thành công quá thì B cũng luôn suy nghĩ là liệu mình có làm giống được không? Hay là mình phải tìm một hướng khác, hay là mình tìm một phong cách khác. Thì thật ra ngay về cái hình ảnh bên ngoài cho Si-won cũng khác nhiều so với B. Chính vì thế B vận dụng và B chỉ bám được cái cốt nhân vật thôi. Đó chính là tính cách nhân vật thế nào, thì mình cố gắng làm cho hài hòa nhất, giống ở Việt Nam nhất, làm sao cho nó thực tế ở Việt Nam nhất. Chứ mình cũng không làm cố gắng giống cho Si-won đến mấy. Vậy thì
hợp tác lần này cùng với Linh Dương, Lan Ngọc và Chi Bung luôn, thì anh có những cái kỷ niệm vui này không, hay là mình có những cái gì trong phim trường? Bộ phim này thì quay được tổng cộng là 4 tháng trời. Chính vì thế thì kỷ niệm thì nhiều vô kể. Còn nếu mà kỷ niệm đáng nhớ nhất là tất cả mọi người cùng được đi xa, được đi ra biển khi mọi người xem cái teaser ấy. Nó lại, cái cảnh đấy không nằm trong bộ phim, cảnh đấy chỉ nằm trong teaser, nhưng mà tất cả mọi người được đi chơi xa, được đi cùng biển cùng nhau, rồi tối thì ngồi cùng nhau nhậu, ban ngày thì quay. Khi mọi người xem những cái cảnh teaser ấy thì trời rất là đẹp, hình ảnh rất là đẹp, nhưng thực tế là bên ngoài giữa 11, 12 giờ trưa nắng, mọi người mồ hôi một cây rũ rượi, vừa cắt máy cái là thấm mồ hôi liên tục. Nói chung là tất cả mọi người đùm bọc nhau để quay cho cái cảnh đấy thật là đẹp. Vậy thì anh thấy cái tạo hình xấu lạ này của Linh Dương, Lan Ngọc thì anh cảm thấy Cái tạo hình xấu lạ thì bên nghĩ đây là một cái vấn đề thú vị chứ không phải là vấn đề đáng ghét gì đâu. Tại vì đa phần mặt bằng chung các sản phẩm bây giờ hiếm nhân vật nào xấu như thế này. Thì mình nghĩ là nếu mà mọi người xem thì đây cũng là một nhân vật nó khác nhân vật bình thường và cũng là một cái điểm thú vị để mọi người theo dõi. Rồi, cảm ơn anh. Cảm ơn em. Mọi người ơi, vừa rồi chúng ta cũng đã phỏng vấn anh nam diễn viên B Trần rồi, thì bây giờ tiếp tục là chúng ta sẽ tiếp tục tìm các diễn viên khác của phim nữa. Thì cũng đã xem phiên bản Hàn Quốc rồi, thì mình rất là chờ đợi một cái phiên bản Việt Nam hay và hài giống như cái phiên bản cũ nó bên Hàn Quốc. Thì khi mà xem poster cũng như trailer, mình cảm giác hai anh nam và anh nhân sẽ làm bộ phim này theo một cái việc khó và một cái cách của hai ảnh sẽ chắc sẽ không thua kém gì là mấy phiên bản Hàn Quốc đâu. Cảm giác của anh như nào khi vừa làm máy bay của vừa làm phi công của Lan Ngọc và bây giờ đã trở thành bồ của Sĩ Tu? Thật sự cái dự án mối tình đầu của tôi này là cái dự án mà Tiền đã quay trước khi mà quay Gái Già Lắm Chiêu 2 luôn. Nhưng mà vì lỗi sản xuất nên là cái dự án này nó mới công chiếu sau Gái Già Lắm Chiêu 2 của Tiền. Khi mà vừa mới đây là trở thành phi công của Gái Già Lắm Chiêu 2 Ninh Dương Lan Ngọc, thì vừa sau một tháng thì quay sang lại làm bạn trai của Chibu, thì cảm giác mình nó hoán đổi quá là nhanh và mình cũng vui khi mà lúc đầu cái hình ảnh này là chắc là cũng là một cái vai diễn ngây ngô giống như là một cái anh chàng Việt Kiều chắc thôi ở cái vai diễn khách mời này. Và cuối cùng thì xin chúc cho mối tình đầu của tôi của anh đạo diễn Bảo Nhân và Nam Sito ra mắt thành công thuận lợi, và phim sẽ chiếu nhận được sự ủng hộ của tất cả khán giả Việt Nam trong nước và ngoài nước, và phim sẽ thành công rực rỡ. Không biết thì giữa Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Bu khi mà hóa thân thành người yêu thì bạn cảm thấy là ai phù hợp với mình hơn? Thật ra thì ai cũng đẹp cả, ai cũng đẹp, ai cũng xinh và ai cũng giỏi. Và để mà hóa thân vào bạn trai của một trong hai á, thì Tiền cảm giác ai cũng là mình đều thích cả hai. Nhưng mà đối với Lan Ngọc thì mình lại xuyên suốt hơn, mình lại nhiều hơn so với Chibu. Chibu đó là một cái vai diễn khách mời thôi. Hai người chỉ hợp tác với nhau có vài cảnh nên mình không có thể nào nhận xét được lâu dài hơn, sâu xa hơn. Thời gian gần đây sau bộ phim Gái Già Lắm Chiêu thì mình mới xuất hiện trở lại sang diễn của cái Đồ Mạnh Cường. Và không biết là trước đó tôi nghe một số thông tin là bạn và anh Cường có một số xích mích, hình như là cả hai đã làm lành và anh đã xuất hiện trở lại đúng không ạ? Trước đó như thông tin thì đã chia sẻ là ở cái dự án Gái Già Lắm Chiêu 2 thì khi mà nhận cái dự án đó là cũng cùng lúc với lại cái show diễn Xuân Hè của nhà thiết kế Đồ Mạnh Cường. Thì khi mà nhận cái dự án Gái Già Lắm Chiêu 2 thì chuẩn bị tới show diễn thì mình là người mà cũng lưỡng lự á, mình vừa muốn tập trung cho Gái Già Lắm Chiêu 2 tại vì bên anh Nam và anh Nhân cũng muốn Tiền rất là tập trung cho dự án này, thì tại vì Tiền là một người hoàn toàn mới và không có nhiều kinh nghiệm về diễn xuất, dĩ nhiên Tiền cũng muốn tập trung cho nó và mình cũng lưỡng lự á, nửa muốn diễn nửa muốn không. Thì anh Cường là cái người người mà không thích Tiền làm việc kiểu mà
phải chọn một trong hai vậy, muốn thì phải cân bằng được hai việc, phải song hành giữa hai việc, thì đó mới xảy ra một chút xích mích. Nhưng mà may mắn sau show đó là xích mích này đã được giải quyết luôn, nên là ở sau Gái Già Lắm Chiêu 2 thì Tiền lại trở lại show diễn Thu Đông của anh Đỗ Mạnh Cường. Câu hỏi cuối cùng nữa rồi, có thể thấy là nhiều khán giả còn đây nó thì có sinh nhật. Các bạn ơi, bây giờ thì mình đã thấy ở trên backdrop của chương trình chính là sự xuất hiện của Ninh Du Lan Ngọc. Chào bạn Huyền Đặng, chào bạn Hoa Trần, chào bạn Đức Duy Nguyễn nha. Chibu Đi Á Ni Giác là Chibu Đi Á, bây giờ là Chibu chưa xuất hiện nè mọi người ơi. Mọi người đừng quên share cái livestream này nha mọi người. Bây giờ thì hôm nay thì thấy chị Ninh Du Lan Ngọc đã xuất hiện ở trên backdrop của phim Mối Tình Đầu Của Tôi rồi. Nhưng mà hôm nay thì Ninh Du Lan Ngọc không có hóa thân hơi là xấu quá đáng như là nhân vật ở trong phim đúng không mọi người? Thì bây giờ thì mình sẽ cố gắng đi vào trong để phỏng vấn Ninh Du Lan Ngọc. Ok. Đây là một cái vai diễn mà phải nói là rất là cực khổ đối với nó, luôn là từ nghĩa đen cho đến nghĩa bóng luôn. Là tại vì sao, đây là một cái nhân vật mà nó khá là đặc biệt, bởi vì như mọi người biết là nó là phim remake của Hàn, nên cái áp lực tâm lý và cái việc mà so sánh giữa nền công nghiệp điện ảnh của Hàn với lại Việt Nam thì luôn luôn là có những cái điều mà mọi người luôn trăn trở. Nhưng mà Ngọc nghĩ một điều thôi, là khi mà Việt Nam mình làm một việc gì đó mà đầu tư hết sức mình thì nó cũng sẽ có một cái phần nào đó khiến cho người Việt Nam của mình tự hào. Và cái thứ hai nữa là đây là một cái nhân vật rất là đáng yêu, nó trong sáng cực kỳ luôn. Nhưng mà Ngọc lại bước vào cái lứa tuổi mà đó trong sáng rồi, thì Ngọc đang tìm kiếm cái sự trong sáng đó ngay từ bản diễn của mình luôn. Là Bình An là một cái diễn viên mà thật sự mà nói là rất là dễ thương luôn, mà trong anh ấy còn cái độ trong sáng ngây thơ của một đứa trẻ, nên Ngọc đã học hỏi từ cái đó. Như vậy thì chị sẽ một xíu về việc mình đang là ngày phối hợp với lại ca sĩ Chi Bu thì thế nào ạ? Từ trước đến giờ thì mọi người hay thường nhận xét Chi Bu là một bình hoa di động này, hoặc là rất là khó để đóng phim. Nhưng mà thật sự đây là một bộ phim mà mọi người phải thay đổi cái cách nhìn về Chi Bu, là tại vì Chi Bu thoại tốt hơn rất là nhiều, diễn xuất tốt hơn rất là nhiều. Hình như là ở cái bộ phim này Chi Bu có rất là nhiều cảm xúc và đặt cái niềm tin vào cho cái nhân vật này, nên thành ra là làm rất là tốt. Hai chị em phải nói là ở trong đó đóng vai bạn thân mà giống như là thân ngoài đời thật vậy đó. Một dự án nào cũng vậy hết, tại vì diễn viên mà thì mình mong muốn là nó sẽ đạt được cái vị trí tốt nhất dành cho bộ phim. Thì hy vọng là, tại vì rất là cực khổ rồi, mọi người cũng đã bỏ ra rất là nhiều công sức, chỉ hy vọng là mọi người sẽ cảm nhận được cái điều đó. Cảm ơn. Chị ơi, chị em hỏi. Chào cái nghĩa của King Life. King Life. Tăng nhang à? Thế thì không đấy đâu. Để lấy bút chấm đậm thôi. Cho xin một phút chụp ảnh xong rồi mình tiếp đi. Các bạn ơi, để cho khách mời chụp ảnh xong hết cái rồi. Trước khi hỏi là lần cái cho xin vô. Bây giờ thì mình đang thấy trên màn backdrop chính là sự xuất hiện của Ninh Du Lan Ngọc và Bê Trần nha mọi người. Phim này sẽ chiếu trên TV, chứ là không có chiếu trên rạp nha mọi người ơi. Đây là phim chiếu tập. Mình thấy backdrop là phát sóng vào thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 lúc 20 giờ từ ngày 16 tháng 1 trên kênh VTV3. Wow, bây giờ sao rồi? Dạ, mấy anh chị quay phim lại kia mình tụi tôi luôn luôn xuống cho em cái. Sao có nói mà em không được hả? Tôi dùm em. Thôi, tôi dùm em xuống lên. Dạ, nhìn này, anh nhìn này em nha. Mình thấy là chị... Vừa rồi thì đó chính là sự tranh giành. Mọi người ơi, mọi người hãy đặt câu hỏi để cho nhân viên Lan Ngọc này kia nha mọi người.
Mina Cô Chan, em chào anh B. Huy Nặng ơi, mình đã phỏng vấn anh B từ đầu lúc ban đầu ở ngoài rồi nha mọi người. Chibu sắp xuất hiện rồi nha. Bây giờ thì em thấy là trên bán rơ. Đi vào luôn đi anh. Đây chính là cặp đôi của chúng ta trong phim Bình An và Lan Ngọc nha mọi người. Không biết là các bạn khán giả có là một bạn nào là fan của phim mà Sugar Rusty phiên bản Hàn không, thì nếu mà giống như là Motola thì đang rất là trông chờ cái bộ phim remake này lại. Chắc hẳn mọi người cũng rất là trông chờ đúng không? Mọi người có câu hỏi nào muốn đặt cho các dàn diễn viên ngày hôm nay không ạ? Hình như là bây giờ Motola nghe cái tiếng lên rồi, là chị Chibu, diễn viên nữ diễn viên Chibu đã xuất hiện rồi nhé mọi người ơi. Bây giờ thì Chibu đang tiến vào backstage để cùng phỏng vấn với lại cùng chụp hình với lại các dàn diễn viên của chúng ta. Hôm nay thì Chibu diện một cái váy dài rất là đẹp, rất là nữ tính nha mọi người. Rồi xong ta 4 diễn viên chính bây giờ chính là 4 diễn viên chính của phim Mối Tình Đầu Của Tôi nha mọi người ơi. Mọi người, chị hỏi Ngọc là Ngọc có thích anh Nam Phong không? Ok rồi, một hơi là chị Lan Ngọc chụp hình xong thì chị sẽ hỏi nha bạn Vũ Hà Vy ơi. Chị Vũ hôm nay rất là xinh nha các bạn ơi, nhớ share livestream này nhé. Ngọc đi rồi kìa. Ngọc đi rồi. Không. Đang đứng đây. Bây giờ thì chúng ta đang chờ để mà phỏng vấn hết một lượt cái dàn khách mời cũng như là diễn viên trong phim nha mọi người. Với cá nhân mình thì mình nghĩ đây là một trong những bộ phim sẽ không phải lo lắng. Bây giờ mình sẽ đi phỏng vấn gần Nam Chính Bình An để xem được không nha mọi người, đợi một xíu. Bây giờ mình đang chờ Chibu chụp hình xong thì mình sẽ phỏng vấn cô nàng với mọi người ơi. Ngọc Lan Nguyễn, Ngọc của XT bạn ơi. Ok các bạn. Mọi người ơi, mọi người tương tác nhiều hơn cùng với lại Motola nha, đặt những câu hỏi mà mọi người muốn hỏi các dàn nghệ sĩ khách mời của ngày hôm nay nhé.
Rồi vào kìa. Nhập ơi, nhập ơi. Nhập. Rồi đúng rồi liền. Hôm nay không còn là mít kêu nữa. Hôm nay là anh ở đây. Hôm nay không phải là mít kêu nha. Dạ mấy anh đi tìm anh em xin được tấm hình mấy anh ơi. Ai kêu chụp cặp không anh Nam, cho chụp cặp anh Nam được không? Baby chi đúng không? Rồi Ngọc, rồi B với Chi cặp Ngọc ra đây, anh Nam ra. Ngọc xong hết rồi. Đứng đây rồi. Để chị em phỏng vấn một xíu. Chụp hai đứa chưa? Cho em phỏng vấn một chưa? Chưa. Ngọc với B rồi, chụp đâu, Ngọc với An rồi chụp đâu. Tụi bay đi xuống đi cho con chụp cái tao đi về tao tước mẹ tao. Chưa chụp hả? Chụp rồi nhưng mà chụp cái bút chụp cái anh này anh. Anh chụp anh hả? Anh chụp cho người già đi. Anh chụp cái chi với em thì là xong rồi. Em này chụp chụp bằng máy chụp em. Gì chụp cái gì? Đây Hiếu chụp đi. Đưa bạn qua xin vào dưới kìa. Rồi xong. Chụp cho Bảo Châu người ba tao phỏng vấn đi. Xin chào tất cả khán giả của Kinh Live. Ngọc đang có mặt tại buổi ra mắt phim của bộ phim Mối Tình Đầu của tôi. À, Ngọc nghĩ là hầu như là tất cả mọi người đều biết về bộ phim Mối Tình Đầu của tôi, bởi vì đây là một bộ phim remake của Hàn. Một cái nhân vật mà rất là đặc biệt luôn, là một cô gái rất là xấu xí nè, tóc xù lên hai má là lúc nào cũng đỏ ửng và nổi tàn nhang. Ngày hôm nay thì Ngọc cũng có make up một chút xíu tàn nhang lên trên mặt. Hy vọng là mọi người sẽ yêu thích cái bộ phim này. Hồi trước thì mọi người hay thường nói Chi Bu là một cái bình hoa di động rồi không có thể nào diễn xuất được. Nhưng mà thật sự là nếu mà coi bộ phim này chắc chắn là tất cả mọi suy nghĩ hồi trước tới giờ chúng ta sẽ thay đổi hết. Là tại vì đây là một cái nhân vật mà có lẽ là Chi Bu có rất là nhiều cảm xúc và đặt rất là nhiều tâm lý vào nó, nên đã làm rất là tốt và rất là đáng yêu luôn. Tự nhiên cái lúc ở trong đóng bộ phim này là Ngọc phải gọi Chi Bu là chồng, thì mình có cảm giác là mình yêu chồng mình thật sự. Vậy thì cái vai diễn trong đầu của tôi lần này nó sẽ có cái nét diễn khác nào so với những cái diễn khác như Khác rất là nhiều, là tại vì đây là một cái nhân vật mà rất là trong sáng luôn nha. Đối với An Chi tất cả mọi thứ đều là màu hồng. Rồi, màu hồng mà thật ra thì đến bây giờ cái độ tuổi này thì Ngọc nếu mà tìm được cái sự trong sáng hay là cái màu hồng đó thì Ngọc không có còn nữa. Thì Ngọc đã tìm cái cảm hứng từ người bạn diễn của Ngọc, đó là Bình An. Đây là một anh chàng mà sinh năm 93 rồi, nhưng mà trong mắt anh ấy lúc nào mọi thứ cũng rất là mới mẻ, mọi thứ rất là thiệt tình, là chỉ có đẹp đẽ mà thôi. Thì Ngọc đã lấy những cái hình tượng trong sáng đó từ Bình An để diễn. Mọi người ơi, đã 2 năm trời rồi. 2 năm trời rồi thì chúng ta mới bộ phim này mới được lên sóng, là thật sự là rất trải qua rất là nhiều vất vả, là phải vừa cắt dựng chỉnh sửa rất là nhiều để cho ra một bản phim hoàn hảo nhất. Hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho một bộ phim remake tại Việt Nam. Đây là một cái dự án mà tin chắc rằng khi mà coi thì người Việt Nam cũng sẽ tự hào về điều đó. Cảm ơn mọi người. Chuẩn bị vô luôn, cho em vào không? Bây giờ thì Ngọc với hai anh này. Chị ơi, cho một bài hát với chị hai phút thôi. Đang mời vô. Đang sợ không kịp. Hai phút là ăn hết rồi. Dự án lần này là phim Mối Tình Đầu của tôi, là She Was Pretty phiên bản Việt. Thì Chi đảm nhận vai diễn là vai diễn Hạ Linh, trong phiên bản Hàn thì là Min Hari, là một cô gái rất là cá tính. Nhưng mà có lẽ trong phiên bản Việt này thì mọi người sẽ thấy tạo hình của Chi rất là khác biệt, không quá là đóng khuôn là phải giống với tạo hình của Min Hari trong phiên bản Hàn. Và có lẽ là diễn biến tâm lý cũng như là nội tâm của Hạ Linh trong phiên bản Việt nó cũng có một phần nào đấy cũng khác so với Min Hari của phiên bản Hàn. Và Chi mong rằng là cái sự hơi khác đó, những cái điều sáng tạo hơn từ anh Nam Sito và anh Bảo Nhân thì sẽ tạo nên một Hạ Linh rất là thú vị khác với cả phiên bản Hàn. Sẽ lơ là trong cái tình trạng âm nhạc, vì không biết là quan điểm của Chi như thế nào.
Có lẽ là bộ phim Mối tình đầu của tôi này là một bộ phim truyền hình thực sự là đã được ghi hình cách đây 2 năm rồi, là trong khoảng thời điểm đó là khoảng thời điểm mà Chi bắt đầu dục dịch chuẩn bị cho những dự án âm nhạc của mình. Và với sự trở lại này, nếu mà được mọi người ủng hộ và yêu thích vai diễn thì có lẽ là Chi, có lẽ cái điểm đam mê với cả phim ảnh của Chi nó vẫn chưa nguôi ngoai đâu. Nhưng mà bên cạnh đó, khi mà có những cái cơ hội nào mà thật là thú vị đến với mình thì Chi nghĩ là Chi vẫn sẽ có thể cân bằng được cái khung giờ của mình để có thể vừa tập luyện được cho những sản phẩm âm nhạc của mình, vừa có thể góp vai trong những bộ phim thú vị. Trong bộ phim này thì cái khó khăn đầu tiên, có lẽ mọi người nghĩ là sướng, nhưng mà thực ra đối với Chi cũng là một cái khó khăn, đó chính là tạo hình của Hạ Linh. Trong phim này thì Hạ Linh là một cô gái rất là sành điệu, và ở trong phim thì em phải mặc đến từ 200 đến 250 bộ đồ và thay rắc co liên tục. Và khi mà quay phim thực sự đã mệt, đã phải tập về tâm lý rồi, quay rất là nhiều cảnh trong phim rồi, nhưng mà về vấn đề ngoại hình, mình luôn luôn mình phải chăm chút cho cái ngoại hình làm sao mà đúng với cả tính của Hạ Linh, là luôn luôn phải xinh đẹp. Và dù mình có mệt mỏi như thế nào chăng nữa thì vẫn phải kiểu tẩy trang đi, make lại để có được một cái ngoại hình xinh đẹp nhất dành cho vai diễn Hạ Linh. Có một số hình ảnh mà được công được đưa ra thì so sánh giữa em với cái nhân vật cái phiên bản chính thì có nói là em không bằng cái nhân vật đó, thì cảm nghĩ của em như thế này? Em không biết là cái ý kiến này là ai nói rằng là em không bằng, nhưng mà em nghĩ rằng là ai cũng vậy thôi, mỗi người sẽ có một cảm nhận khác nhau. Mới chỉ một vài cảnh đầu tiên của bộ phim thì có lẽ là không thể nào có thể so sánh vậy cũng được. Thứ hai là về tạo hình thì nhân vật Hạ Linh chứ trong bộ phim Mối tình đầu của tôi thì tạo hình hoàn toàn khác so với nhân vật Min Hari của phim bản Hàn. Thì em cũng muốn thấy rằng là với cái sự gọi là khác biệt về diện mạo như thế này thì cũng sẽ tạo nên một cái cá tính mới của sự sáng tạo cũng như là những cái sự thú vị hơn cho vai diễn Hạ Linh của trong phim. Rồi, em cảm ơn mọi người nhiều ạ. Hello mọi người. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nam chính của bộ phim Bình An. Xin chào tất cả mọi người. Sau gần 2 năm chờ đợi từ khi đóng máy bộ phim thì ngay tại giây phút tại đây thì Bình An rất là vui khi mà thực sự bộ phim đã được ra mắt khán giả rồi. Và ngay sau đây Bình An sẽ vào rạp để đón xem những tập đầu tiên của bộ phim. Và các bạn nhớ đón xem bộ phim Mối tình đầu của tôi được phát sóng từ ngày 16 tháng 1 năm 2019 từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần lúc 20 giờ nhé. Bye bye. Vâng rồi, bây giờ thì tất cả khán giả và diễn viên phim đã đi vào rạp để mà coi phim rồi mọi người ơi. Để bây giờ thì Motolai cũng sẽ đi vào trong. Mọi người có thể thấy là hôm nay thì dàn diễn viên ai cũng rạng rỡ, ai cũng tươi tắn, tức vì cái dự án phim này đã được quay khoảng 2 năm trước rồi, nên là hôm nay là mới được công chiếu thì có thể nói là trải qua được rất nhiều khó khăn thì bây giờ các ekip mới có thể công chiếu được cái bộ phim này, nên là mọi người cũng đang rất là hồi hộp cái phản ứng của khán giả. Giật mấy cái đi. Thank you.
Mọi người ơi, thì bây giờ các dàn diễn viên của chúng ta đang ở trong rạp để mà xem cái tập đầu tiên của bộ phim Mối Tình Đầu Của Tôi. Bây giờ thì mọi người ơi, đừng quên share livestream này nhé mọi người. Kính thưa quý vị, buổi họp báo chính thức ra mắt bộ phim Mối Tình Đầu Của Tôi She Was Pretty sẽ được bắt đầu ngay bây giờ. Chúng tôi xin phép được mời tất cả quý vị khách mời, các sĩ phóng viên đại diện cho các cơ quan truyền thông sẽ nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Xin được chân thành cảm ơn quý vị rất nhiều. Mọi người ơi, bây giờ là họp báo cũng đã bắt đầu rồi nên là Motola xin phép được kết thúc ở đây nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi Motola rất nhiều ạ. Các bạn phóng viên ảnh đại diện cho các cơ quan báo đài và truyền thông và xin phép được thông báo với tất cả mọi người rằng sau khi chương trình của chúng ta